Ơi tôi hơi mệt mấy ông à. Má sáng tôi gặp một cái chuyện thiệt, lần đầu tiên trên đời tôi gặp luôn. Sáng tôi bị tôi đang ngủ. Đang tầm 10 giờ. Thì tự nhiên là cái ông biết cái cần gặt cái cửa không? Có cái cây gặt á, đến mở cửa. Cái ai đứng trước cửa nhà tôi cứ cây gặt. Mà tôi tưởng đó là cái nhà kế bên không à. Đây nhà tôi đâu có ai làm vậy. Chứ Thùy thì Thùy có chìa khóa. Tôi không có chìa khóa. Mạnh đến nào nó mở cửa chứ đâu có gì đâu mà phải gõ cạch cạch. Còn thí dụ mà Thùy cần cái gì thì Thùy gọi cho tôi chứ. Xong rồi tôi thấy điện thoại cũng đéo reo. Xong tôi cứ nằm tôi ngủ tiếp. Nằm hoài mà nó cứ cạch cạch hoài. Một hồi tôi mới phát hiện ra là nhà tôi. Thì tự nhiên tôi đang mở mang máng gì đó, cái kiểu giật mình vậy, phát hiện là à cái này ai ai làm gì trước cửa nhà mình. Xong rồi sợ là bà Thủy bị ai bà đi ra bà đổ ghét bị ai dí hay cái gì, má mày bật mình dậy. Trời ơi, tôi nói bay máu mũi nó ọc ra từ ghế sofa ra tới cửa, đi ra tới cửa ọc ra không biết bao nhiêu là máu, rồi nó chóng mặt nữa, đang bệnh mà đéo thấy đường luôn, mắt kiến chưa đeo vô nữa. Tao đi ra tao đâu có nhìn được đâu, tao nhìn cái cửa tao tao cho tao đừng có té. Xong rồi tao hỏi ai vậy, tao hỏi 3 lần. Xong rồi bà nào ở ngoài đó bà kêu hello hello it's me, tao thấy người lạ thì tao mới mở cửa ra tao hỏi cái gì vậy. Xong rồi bắn tiếng Anh phát cà liền. Mẹ bắn tiếng Anh. Thôi, tôi ra là hỏi gì vậy? Bà đó bà kêu can I come in 5 minutes. Tôi hỏi là what wrong. Cái bà kêu là the landlord say cứ vậy đó. Xong rồi cái bà gọi cho bà nào á, bà nói chuyện. Xong rồi bà nói tiếng Anh cho tao tiếp. Xong rồi tao biết, tao nghe cái mùi này tao thấy à chắc là môi giới giới thiệu khách đi coi nhà. Tao nói là tao đưa cái khăn giấy mà tao chùm đống máu á, tao đưa cho bà coi, tao nói go away, come in tomorrow, không vậy thôi. Xong rồi cái cứ the landlord say I can't come in. Tao đã hiểu rồi, đang nói cái landlord là cái gì, bà đó có đéo biết tiếng Anh. Sau một cái tự nhiên tao đi tao kêu là bây giờ mà đứng đó 5 phút nữa là tao gọi công an. Cái bà gọi cho ai á, tự nhiên bà nói tiếng Việt. Xong rồi cái bà gọi cho bà đó bà nói tiếng Việt xong thì cái bà đó bà kêu là chắc là cái bà trong điện thoại bà nói tôi là người Việt. Cái bà hỏi tôi là em là người Việt hả? Tôi nói em là người Việt. Cái bà kêu là trời, nãy giờ tưởng đâu em người nước ngoài làm chỉ bắn tiếng Anh. Ai cà liền. Em hiểu là. Xong rồi tôi mới hỏi cái gì vậy chị? Bà kêu là chị có hẹn là hôm nay coi nhà, em cho chị vào coi nhà 50 phút. Cái tôi nói chị không thấy em đang bệnh máu me không hả? Hôm trước em có nói với lại bên bên cái người hỏi là coi nhà được không, là em đang bệnh, khi nào em hết bệnh thì vào. Tại vì anh em biết đó, trong cái thời địa điểm dịch bệnh này mà mình bị sốt, mình đâu có nên tiếp xúc nhiều người. Từ bữa giờ anh em biết tôi bệnh mà đúng không? Anh giờ anh em nghe giọng tôi đang thấy khàn đúng không? Thì tôi uống thuốc nhiều quá, người nóng sốt mà tôi đâu dám tiếp khách đâu. Tôi bữa tôi nhắn rất lịch sự nha. Trước là chị đó mới gọi cho tôi hoài luôn, nói chị ơi em đang bệnh rất nặng, em sợ lây cảm cho người khác, cho nên là khi nào em đỡ bệnh em sẽ gọi lại cho chị nhé. Rất lịch sự. Bà đứng mới chặn cái cửa tôi luôn, bà đéo cho tôi đóng cửa lại. Vẫn dạy không? Nhà ta mà vậy đó. Xong rồi tôi nhất quyết là tôi không cho vào. Rồi tôi đứng tôi nói với bà một câu thôi, tôi nói là sao chị mất lịch sự vậy, nhà người khác mà chị làm cái gì vậy. Cái bà nói với tôi là xem vô duyên quá vậy, xem kỳ cục quá vậy, xem lại cản người khác bán nhà. Tôi nói chị bị khùng hả? Giờ chị mà đứng ở đây là em gọi công an đó. Mà cái tính của tôi á là nếu mà những người mà không liên quan tới nghĩa vụ của tôi là tôi đéo nói chuyện, thì tôi mới kêu cái bà kêu tôi là em đang cản người khác,
cái tôi hỏi là tôi cản cái gì, chị thích đi gọi công an nên nói chuyện, cái bà kêu tôi gọi công an, cái tôi quay vô tôi kiếm cái điện thoại, có bà nè sau lưng bà đi vô kêu em ơi chị xin lỗi, bái cà liền à, mày làm mất cái giấc ngủ của người ta. Hồi sáng mà tôi không muốn làm lớn chuyện nữa, chứ tôi làm lớn chuyện tôi xuống tôi chụp tấm hình mà đăng lên chửi vô ông trận, coi mày muối mặt mày trong cái giới môi giới chơi, bực cả mình. Nhà này mới đang thuê nhưng mà còn còn 1.5 tháng nữa là hết hợp đồng, nhưng mà mất với chủ nhà lịch sự lắm. Chủ nhà mất gọi mất thông báo chủ nhà mới nói chuyện gì đang diễn ra vậy chị, chủ nhà xin lỗi mất quá trời luôn mà. Xong rồi mới xuống mới hỏi lễ tân á, là nơi nãy giờ có cái chuyện gì em mất báo đây cái cho bên bảo vệ á. Bên bảo vệ nó kêu là cái người này là kêu là gọi cho anh rồi và kêu là lên thăm bệnh. Vãi. Má mấy lần đầu tiên tao thấy một cái con người mà nó kinh khủng như vậy luôn á. Xong rồi tao xuống tao báo, lúc tao đang báo lễ tân á, ba ngồi ba thấy tao làm căng quá cái ba bỏ ba đi, ba sợ tao chụp hình rồi tao không muốn làm lớn chuyện. Má sáng đúng một mình luôn anh em à. Xong rồi tôi thức dậy tôi ngủ lại đéo được luôn, tôi phải ngồi đâu khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ sau á tôi mới ngủ lại được. Anh em thấy cái giọng tôi hôm nay là thấy gãy rồi thấy không. Xong rồi tôi chửi thằng Lễ Tân nữa, tôi nói cái gì mà sao chủ nhà chưa gọi, khách đang thuê chưa gọi mà anh dám cho người ta lên nhà của tôi, anh làm gì kỳ vậy. Lễ Tân nó cũng xin lỗi, nó thấy thôi gì thôi, cũng đang bệnh nên cũng không muốn làm gì hết trơn á. Mẹ mày, lần đầu tiên trong đời chuyện bực mình quá, kể lại thôi mà nó cũng bực nữa anh em à. Bực cái mình coi như là ngày hôm nay của tôi là bị hư luôn rồi đó.